Dạ, nhà vườn Sếp Đức Duy xin chào toàn thể quý cô chú anh chị em đang xem kênh là TK Bonsai ạ. Hôm nay nhà vườn của em có tự quay clip nhờ kênh là TK đăng hộ ạ. Nếu hình ảnh không chất lượng thì mong quý cô chú anh chị mình xem thông cảm nha. Có gì em sẽ gửi thêm chi tiết qua bên Zalo nha. Nhà vườn của em là ở ấp Hòa Tăng, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo nha. Không để mất thời gian em vô cây mã số 1 hay là cây nhục quế. Hôm nay em về cũng 3-4 chủng loại nha. Như khế chua, rồi nguyệt quế, rồi có cây si Đài Loan nha, với mai chú thủy. Dạ, bước vào cây số 1 là một cây nguyệt quế nha. Cây bonsai rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đây, cây có dáng chụp bay rất là đẹp nha. Em đo hộp số lên nè. Chiều cam nó là được 40, cao 40, hoành ngay trí đây là 27, đó trên eo luôn nha, trên eo của nó là nó được 24, chiều ngang cái mặt bầu của nó là nó 32, cành bay của nó là được 16 nha, đây bay ra đây nó được là 48, cây mã số 1, cây nguyệt quế, em xin giao lưu giá là 2,4 triệu nha. Giá 2,4 triệu em bao ship toàn quốc nha. Cây nguyệt quế lá sắn không chùm, cây rất là già cây luôn, 2,4 triệu. Tiếp theo là mã số 2 nghe quý cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là nguyệt quế lá sắn không chùm luôn nha. Hôm nay em cũng được 5 phôi với một cây thành phẩm, cây rất là già cây nha. Chụp lại cây này cũng cây tàn, cây kiển cổ em cắt diệt phôi lên nha, để em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Cây rất là già cây nha quý cô chú anh chị, một củ đế rất là đẹp luôn. Rồi em đo cái hộp số, chiều cam nó là nó được 67, tán ngang là 67 luôn nha. Đây hoành ngay trí đây là 39, cục cành của nó là được 15, cây lên nu bú của chân nha quý cô chú, cây rất là già cây nha. Đây em đo tổng cái cục đế của nó luôn, cục đế rất là đẹp nha, tổng cái cục đế nó luôn là nó được 99, chiều ngang mặt bầu của nó là nó được 45. Cái này thấy mình về mình vô chậu năm nha, mình cúi cây nguyệt quế mã số 2 xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình, giá là 3,4 triệu, 3,4 triệu em bao ship toàn quốc nha, giá 3,4 triệu, cây rất là đẹp và cây quý chú. Rồi. Thế là mã số 3 quý cô chú anh chị, mã số 3 cũng là nguyệt quế lá sắn không chùm luôn. Nam được những con này cây cốt cành có sẵn nha, giờ rất là mau chơi nha, cây chung lại cũng khá là đẹp cây. Cam nó là 67, ngang nó là 60. Đây hoành, hoành dây trí này được là 40 nha, 40, tổng nồi đế của nó là 106. Em đo tuốt trên eo luôn, em bỏ cái chi dưới bỏ lại là nó 27, 27, cành số 1 là được 19, cành nứt này được là 13, ngang mặt bầu của nó thì được là 45 nha. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 3 xin giao lưu giá là 3 triệu, giá 3 triệu em bao ship toàn quốc nha, giá 3 triệu, quế mã số 3 giá 3 triệu. Tiếp theo là mã số 4 nha quý cô chú anh chị, mã số 4 cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn nha. Cây cốt cành chung lại rất là đẹp nha, có bộ đế sổ luôn, chuyện ta trồng ở trong cái hũ trong hộp đế của nó sổ rất là có duyên nha. Mã số 4 rồi, để em đo số lên nữa. Chiều cam nó là nó được 1m18, 1m18, cái ngang của nó là nó 86. Rồi để em đo cái hoành của nó, hoành của nó ngay trí đây được 36 nha, 36,
sẵn cái củ đế đặc của nó luôn là nó được 90. Đo cái độ sổ của nó luôn nha. Độ sổ của nó là nó được 25. Đây ngay vị trí đây là nó 25. Quay dòng. Đây. Để sổ cứng hết nghe quý cô chú. Rất là có duyên nha. Rồi đem đo một hai cú cành cho em nó. Cành số 1 nó được 14. Vị trí trên đây được 11. Đây. Nhìn rất là đẹp cây nha. Cây mì quế mã số 4. Xin giao lưu giá là 3.400.000. Dạ 3.400.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 4 3.400.000. Tiếp theo là mã số 5 nha quý cô chú anh chị, mã số 5. Cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn. Mã số 5. Cây rất là già cây nha. Lỗ cây hôm nay rất là già cây luôn. Cột cành có sẵn về mình khá là mau chơi nha. Hôm nay chung lại tàn cũng rất là lớn nha. Rút lại đang em ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ở xa mình có thể giao lưu được nha. Rồi, em đo thông số nữa. Cao của nó là đã được 1m2. Đáng ngang của nó là nó 99 nha. 99. Rồi, đo cái hoành neo ở đây vị trí đây luôn. Hoành neo nó là được 32. Tổng cái cũ của nó là nó 53. 53. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó 45 luôn nha. Đây, đây rất là già lên U4 hết trơn nha. U4. Cây nào như cây nấy nha. Này có bốn phôi tầm chung chung, hai cây cao và hai cây lùn nha. Có thể mình chốt theo cặp cũng vẫn được nha. Cây mã số 5. Mã số 5 em xin giao lưu giá là 3.200.000. 3.200.000 bao ship là toàn quốc luôn nha. Dạ 3.200.000. Tiếp theo là mã số 6 nha quý cô chú anh chị. Mã số 6 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn nha. Cây này nó đã thuần chậu rồi nha. Cây hành phẩm khá lâu năm rồi. Cái cốt cành bẻ mâm chi rất là đẹp cây nha. Cây này nó có cái điểm yếu là nó bị lũa nha. Nên em nào mình chơi lũa mình chơi cây này khá là ok nha. Rồi đến đo số. Chiều cao của nó là nó được 65. Sáng ngang phong tàn lại được 90. Ngang phong tàn là 90. Đây, quan sát cổ rễ của nó là nó 58 nha. Em đo xích cho neo luôn. Neo trên đây lại được 47. Chiều ngang mặt bầu là 50 nha. Cái này hỏi mình về mình vô trầu 26 được nha. Mặt bầu là 50. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Những cái vết lũa này nè, nó đang bo thẹo vô nè. Bo thẹo luôn, nhìn nó rất là đẹp nha. Đây. Đây, những điểm này nè là thập tư của nó hết nha, đang bo vô. Đây em chưa có thời gian em vệ sinh của nó nha. Lột cái lớp keo đen này ra nè, là những cái thẹo đó là nó bo lại rất là mạnh nha. Đây sống khỏe 100%, cây rất là tốt luôn. Cái nguyệt quế mã số 6, em xin giao lưu giá là 4.700.000. 4.700.000 bao ship toàn quốc luôn nha. 4.700.000. Cây mã số 6 bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Mã số 7 là một cây khế găng nha. Khế găng có cốt cành co lá cũng rất là có duyên nha. Mã số 7. Cam nó là nó 65. Ngang của nó là nó được là 67 nha. Hình xác cô rễ của nó là nó được 39. Đo cho neo luôn. Cho neo nó là được 30.
chiều ngang mặt bầu của nó là nó được 39 nha. Wow, cành số 1, cành số 1 là 22. Nói chung lại cũng khá là sạch cây nha, không hiểu dích gì hết. Mã số 7 xin giao lưu giá là 1.700.000, 1.700.000 bao ship là toàn quốc nha. Giá là 1.700.000 cho cây mã số 7, cây cái găng, dạ 1.700.000. Tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú anh chị. Mã số 8 là một cây mai chiếu hỷ trung nu nha. Cây đã có nuôi cốt cành nha. Chung lại cây này hoành cũng khá là lớn luôn. Cây rất là già cây nha, lên nu bú điều mình hết nha. Rồi đem đo hộp số của nó. Chiều cao của nó là nó được là 55. Chiều cao là 55. Rồi đem đo cái hoành của nó. Hoành của nó là nó được là 54 nha, hoành 54. Rồi đặt dưới cái củ đặc của nó luôn, nguyên cái bệt đặc liền khừ của nó luôn nha. Là nó được là 77, nguyên cái bệt này là được 77. Đây, những cái thẹo này là nói chung lại là nó kéo lại liền hết rồi nha. Này lúc trước chủ nhà ta chắc keo nè, sự ra nó đã liền lại rồi. Để nhiều khi thấy nó đen đen mình nghĩ là cái thẹo của nó, nhưng thật sự ra nó đã liền chăm chăm nha. Đây bú của nó đây. Rồi đo nhiều vị trí đi, đo tuốt ở trên neo trên đây luôn. Neo đây là nó được là 40 nha, neo đây 40. Đo thử cái cục bú này luôn đó, bú gặp lại đẹp luôn. Bú này được 22, nu điều mình hết nha. Còn cái cốt cành của nó tầm khoảng 10, 11, 12. Đây. Cây này nó cũng có cái điểm yếu là có vị trí trên đây nha. Giúp giật cành đây, ta nuôi cốt cành đó. Bị nắng táp nhẹ ở đây đây. Nhưng đã xử lý ra rồi, nó đang bo thẹo vô nè. Bo vô cành liền rồi. Cây mai chiếu hỷ trung nu. Mai chiếu hỷ trung nu mã số 8. Xin giao lưu giá là 7.800.000. Giá là 7.800.000 em bao ship là toàn quốc nha. Cái cũ rất là đẹp nha quý cô chú. Giá 7.800.000 em bao ship toàn quốc luôn. 7.800.000. Rồi. Tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Mã số 9 là một cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn nha. Cây nói chung lại cũng gần hoàn thiện nha. Tầm khoảng 70% rồi. Cây nuôi cắt giật nha, nhìn cây ngoài rất là lực cây luôn. Rất là khủng cây nha, cây khá là lớn. Rồi để đo hộp số. Cao của nó là nó được 62. Tán ngang phân tàn của nó là nó được 90. Phân tàn là 90. Nó tổng cái hoành của nó. Tổng hoành ngay vị trí đây là nó 83 nha, 83. Nó tuốt trên neo luôn. Trên neo trên đây là nó 80 nha, 80. Đây. Cái cục nạc ở dưới là nó liền lạc lại hết nha. Cái cục phơm tàn cũng khá là đẹp nha. Như một cây Indo vậy đó. Đó, chiều ngang cái mặt bầu của nó. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó được 54. 54. Dạ là có duyên không biết cô chú anh chị. Để em đo thử một hai cái cốt cành của nó. Cốt cành của nó là được 12. Cốt cành nó tầm khoảng 12, 13, 14, 15 nha. Có những cành ở trên đây thì nó lớn. Cành trên đây nó tới 16 lần. Cũng từ 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mai chiếu hỷ da đen lá lớn nha. Cây mã số 9. Xin giao lưu giá là 12.500.000. 12.500.000 em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Giá 12.500.000. Cái này mình về mình vô chậu là ok nha.
Vậy vô chậu mình lặt cái vàng lá này ra, cái là nó ra cái đợt dăm sau là chung lại là vừa ra bông vừa ra thêm vàng dăm nữa, mình điểm là kính mít thịt nha. Giá 12.500.000 cho mã số 9, mai chú hỷ da đen lá lớn. Rồi. Tiếp theo là mã số 10 nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 là một cây si Đài Loan nha. Cây này nó nằm ở trên cái dĩa rất là lâu năm nha. Nhà nó là nằm trên dĩa cũng tầm khoảng 20 mấy năm mà. Có những cái rễ lớn nó đi xuống cái dĩa nha. Em mới cắt ngang. Cắt ngang em lấy nguyên cái dĩa của nó. Cây này hả mình về mình trồng tiểu cảnh rất là đẹp nha. Cây si Đài Loan. Rồi để em đo cái thông số của nó luôn. Chiều cao từ cái mặt dĩa lên tới đỉnh của nó là 90 nha. 90. Đo thử cái thằng lớn của nó bên đây. Thằng lớn bên đây của nó là nó được 50. 50. Đo hào hào đi. Cái này giống như là một cái gừng vậy đó. Đo 1, 2, 5 số. Thằng bên đây của nó là được 37. Là cái thằng gời này nha. Còn cái thằng cái cục lớn ở đây luôn là nó được là 78 nha. 78. Chiều dài cái dĩa của nó là nó được là 1m2 nha. Chiều dài cái dĩa là 1m2. Chiều ngang cái dĩa thì nó được là 70. Nó ôm cái dĩa lại là cứng ngắc hết nha quý cô chú chị. Cây này rất là nặng luôn nha. Tại vì đây, đây là người ta làm tiểu cảnh, người ta có đổ xi măng ở đây nè, đá xi măng đồ nó nằm ở trong nha, cây nó ôm lại hết, ôm cái dĩa là cứng ngắc hết. Cây này em bao ship phạm vi là 200 km nha, 200 km hoặc 300 km nha, tại vì cây rất lớn em ship xa không được. Cây rất là già cây nha, da của nó lên móc trắng hết rồi. Cây si Đài Loan mã số 10 em xin giao lưu giá là 5.500.000. 5.500.000 em bao ship là 300 km nha. 300 km giá 5.500.000 cho cây mã số 10 si Đài Loan. Okay. Tiếp theo là mã số 11 nha quý cô chú anh chị. Mã số 11 là một cây khế chua nha. Cây nó chung lệ khá là khủng nha. Cây này chung lệ cũng rất là độc luôn. Còn 102 nha quý cô chú anh chị. Rất là khủng nha. Thì cái hoành thân nó không lớn nhưng bộ đế của nó rất là khủng. Chung lệ bứng cái bầu của nó là ở dưới dạ dưới là gửi nó cứng ngắc hết nha. Nó bó cứng ngắc hết. Bứng cái bầu rất là lớn luôn. Để quay một vòng rồi em sẽ đo thông số nha. Cái này tiền cũng hơi khá cao nên em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây giá khá là đẹp cây nha quý cô chú. Cây cua đế rất là khủng nha. Cái thằng của nó cũng nói chung là cũng có tư kỹ nha. Co lắc đồ rất là có duyên luôn. Chiều cao đó nghe rất đây. Là khủng cây nha quý cô chú. Cây này chung lại cũng khá là cổ cây, rất là già cây rồi. Cây ta trồng ở trong cái bồn đó nên thân của nó không lớn nhưng bộ đế của nó rất là đẹp. Chiều cao từ đỉnh nó tới cái lưng thân của nó là nó 1m1 nha. 1m1 từ cái lưng này nó sổ xuống, từ cái lưng của nó sổ xuống là nó 96. Là cái chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là nó tầm 2m nha quý cô chú chị. Tầm 2m. Cái như đế sổ của nó là 90, còn chiều cao của nó là 1m1. Là từ mặt bầu lên tới đỉnh của nó là 2m. Rồi để em đo cái hoành thân của nó nha. Hoành thân của nó em đo vị trí ở đây đi. Trí đây của nó là nó được 83. Nguyên cục nạc của nó luôn ạ. Là cái hoành thân của nó đây. Đây cục bước, đây cục bước. Là nó 83 nha. Thân của nó là nó 83. Nguyên cái cục nạc như thế này đây là 83.
Rồi thêm đò cái xuống cái vị trí này. Chỉ đây của nó là mỗi 1 mét là 45 nha. Đây, nó chảy giống như là nó chảy xù á nghe quý cô chú. Đặt khừ ra hết trơn luôn. Không có chống mặt nào hết. Đặt khừ lên cái nhát nguyên cục nạc ở vị trí này. Gãy của nó đường đường với nhau quá lâu năm rồi cái nó liền lạc lại hết. Khừ hết nha. Cây này chung lại rất là nặng luôn. Tầm khoảng chắc gần cả tấn. Rồi đem đo cái hoành eo của nó luôn. Đây. Hoành eo của em nó là nó được là 51 nha. Ngay vị trí này là nó 51. Em đo thử cái cành cành số 1, cành cổ của nó là nó được là 30. Cổ nó là được 30. Cây rất là khủng cây nha quý cô chú. Đây. Mơm hào chú anh chị mình xem nha. Cái được kết mặt bầu luôn. Để đo cái đường kết bầu của nó. Đường kết bầu của nó là 101 nha. 101. Cây này hỏi mình về mình khui đất ra mình hỏi mình vô chậu là 1m2 nha. 1m2, 1m4 gì cũng dẫn được nha. Tổng cái nồi đới đặc này của nó luôn nè. Em có đo hạo rồi là nó tầm khoảng 301 nha. Tầm khoảng 301, hơn 2 cộng thước dây. Hơn 2 cộng thước dây. Là nó tầm khoảng là 301 là tổng cái cục đới này nè. Đây, đới sổ xuống hết trơn, cứ ngắt hết nha. Lúc này những chi tiết trong đây là gửi của nó là cứ ngắt hết nha. Tại vì em không có sâu những cái điểm này ra. Chứ chồng của nó là nó cũng vẫn có gửi nó cứng hết nha. Chứ không phải nó có lớp ngoài không. Nên cái cây nó gắt là chắc chắn nha. Nè em lắc nó nè. Thử hết. Đâu giá luôn. Cây kế chua mã số 11 xin giao lưu giá là 39 triệu. 39 triệu em bao ship là khoảng gì 300 km nha. 39 triệu. Rồi để em quay thêm một vòng nữa chị mình xem nha. Giá là 39 triệu. Và là 300 km nha. Rồi, cái cạnh ở trên đây nha. Cạnh trên đây của nó là nó được là 28. 28. Đấy, rất là khủng quý cô chú anh chị. Cây này ở ngoài nhìn cái độ khủng của nó mới giữ nha quý cô chú anh chị. Cây chua. Những cái đầu gửi này của nó là nó lên nu cục cục hết nha. Nó cục cục hết. Mình của nó giống như là một con thú này. Con thú hồi đầu rất là có duyên nha. Cái chua mã số 11 xin giao lưu giá là 39 triệu. 39 triệu, 3 ship là 300 km. Rồi qua cây khế luôn. Qua cây khế luôn. Tiếp theo là cây khế mã số 12 nha quý cô chú chị. Mã số 12 là một cây khế ngọt nha. Cây khế ngọt. Cây nó chung lại là cây này là cây chơi cây móc mát nha. Cây độ phong rất là cao. Đế thì bỏ rất là đẹp luôn nha. Cây này thì cây khế ngọt quý cô chú chị. Cây con bạch đế rất là đẹp luôn. Đế như đế như sữa vậy đó. Chiều cao luôn. Chiều cao của nó em có đo hạo nha quý cô chú anh chị là nó 3m4. Chiều cao từ cái mặt bầu lên tới đỉnh của nó là nó 3m4. Cây nói chung lại khá là sạch cây nha. Nó chỉ có hẹo những chân đầu cành thôi. Đầu cành lúc mình cắt thôi lại đó. Bây giờ nó cũng ra cốt cành lại rồi. Quanh ngay vị trí đây của nó là nó 1m44 nha. 1m44. Đây đây là 1m44 nha. Rồi đếm đo sát của gửi đi rồi em sẽ đo trên eo của nó nha. Dưới đây là 1m44. Trên eo của nó là nó 1m13 nha. Tuốt ở trên eo luôn á. Bỏ lên tầm khoảng 1 gang nha.
là 1m13. Cái chiều ngang mặt bầu của nó là nó 1m3. Chiều ngang mặt bầu 1m3, còn đầu rễ của nó là ra tới mặt bầu hết nha. 1m3 mình nhân lên cho 3 là cái nồi đế của nó là 390 nha. Nồi đế của nó 390. Đây, đây bơm hào cho quý cô chú xem. Đế của nó là 390 mặt từ hết nha. Đến chút sữa luôn. Cây nó cũng đang sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Đây. Những cái chân cành này của nó là nó đâm tuột ra hết rồi nha. Tại chung đây cây này em bấn cũng tầm khoảng 10 bữa nửa tháng rồi. Nên nó đã ra tuột hết rồi. Nó chỉ có thẹo những thẹo chân cành thôi, nhưng nó đã đóng chi hết rồi. Mình không có sợ chạy tuột gì nữa hết. Là cây này cũng khá là cổ cây này. Thế mà nó bơi lớn vậy cũng rất là già cây rồi. Vô cây trồng luôn ha. Vô cây trồng luôn chưa? Cây khế ngọt, mã số là 12. Xin giao lưu giá là 21 triệu. 21 triệu em bao ship là 300 km nha. 21 triệu. Này em ship xe cẩu của chú chị. 300 km giá 21 triệu. Giao lưu tại vườn thì có thể giá nó sẽ yêu thương. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670861. Số đó là số Zalo nha. Đó là Dương Đồng Thành. Rồi bước theo cây mã số qua là số cuối cùng của cái clip ngày hôm nay nha. Số mình qua cây chua nha, cây chua. Cây này cũng có dáng cây bóng mát nha. Cây này có tàn dù ở trên. Cũng mình có khoảng trống nào mình chơi bóng mát thì sở hữu cây này giờ mình xả cái tàn ra giống như cái tàn dù. Nên cũng rất là đẹp cây. Cái này chiều cao của nó em cũng có đo hạo là nó 3m. 3m, 3m1 nha. Cao nó 3m, 3m1. Còn cái độ hót thăng của nó, độ nó hót thăng của nó là nó được 2m nha. Đây, 2m thì phía đây là hết cặp nước dây. Lên trên đó tầm khoảng 5 tấc nữa là nó được 2m. Rồi, đến đâu cái hoành của nó. Hoành của nó là nó được 1m17 nha. Đây, ngay vị trí đây 1m17. Được là 1m17 nha. Đây, cây chung lại giặt là lớn cây nha quý cô chú. Mã số 13. Rồi đem đo trên eo trên đây luôn nha. Trên eo trên đây đã được là 1m. Đây, ngay vị trí đây là được 1m chẵn nha. Anh bỏ lên tầm khoảng 1 gang nha, là nó còn 1m. Vị trí ở trên đây luôn. Vị trên đây của nó là được 76. Cây này thì cái dàn cốt cành của nó rất là lớn nha quý cô chú. Dàn cốt cành của nó tầm khoảng 30-40. Lúc nhỏ người ta cũng có bẻ sữa rồi. Người ta cũng có nhạo nhẹ ra nha. Nên nhìn ở ngoài chung cái dàn cốt cành nhìn cũng khá là có duyên nha. Cây mã số 13. Mã số 13 em xin giao lưu giá là 7.500.000. 7.500.000 em bao ship là 300 km nha. Bao ship là 300 km. Giá là 7.500.000 cho mã số 13 nha. Vì em nào giao lưu được tại vườn không phải em sẽ để giá nó lớn hơn nha. Cây này cũng là cây mã số cuối cùng của cái clip ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ em clip vừa rồi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.